Sang cái tiếp theo, đấy là cái mà tôi thêm với mọi người, thì cách chúng ta sẽ thực hiện cái việc là lập trình xử lý cái bài tập 8 và bài tập 9 này. Thì đầu tiên là bài tập 8, nó yêu cầu là gì? Nhập vào 4 chữ số và in ra tổng của 4 số này. Và chữ số, tức là chữ số hàng chục, hàng đơn vị của tổng. Tức là mọi người nhìn thấy là chúng ta sẽ nhập 4 số, số A, B, C, D, giống như trên bảng là bình 3, 1, 8, 5, sau đó thì tính tổng. Sau khi tính tổng rồi thì chúng ta có số là thành ở đây là 17 chẳng hạn, thì sẽ cần phải tách ra để lấy được hai cái số, đấy là số hàng chục. Ở đây chúng ta nếu là số chục ở đây chúng ta sẽ trả về là 1, và số hàng đơn vị chúng ta ở đây là gì? Là 7, và chúng ta cần in ra là 17, 1 và 7. Thì đấy là cái yêu cầu của bài tập 8 này. Thì chúng ta lại tiếp tục hiện như sau. Thì để thực hiện, để tách ra thì tôi sẽ thực hiện cái việc là tôi sẽ tạo ra một cái gọi là bài tập, tạo ra một cái project mới. Chúng ta vẫn là consumer, chúng ta đặt là bài tập 8. Sau đó thì khi ra đây thì chúng ta sẽ bắt đầu lập trình. Thì chúng ta sẽ khai báo biến, chúng ta sẽ có những thông tin như sau là A, số thứ nhất, số 1, thứ 2, số thứ 3, thứ 4, tôi có tổng số hàng chục, đơn vị. Đó. Sau khi có được những thông tin khai báo biến này thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc là chúng ta sẽ đưa ra viện để người dùng sẽ nhập thông tin vào. Và nhập vào số thứ nhất. Là số thứ nhất của chúng ta. Ở đây số thứ nhất của chúng ta sẽ là gì? Converse tui. Và chúng ta sẽ dùng consumer list ra thực hiện đưa vào. Tương tự như vậy chúng ta sẽ có thông tin là gì? Số 2, số thứ 3 và số thứ 4. Số thứ 2. Thứ 3. Số thứ 4. Sau khi có 4 số chúng ta nhập vào rồi, chúng ta sẽ thực hiện tính tổng. Thì thực hiện tính tổng chúng ta sẽ cần là tổng chúng ta sẽ bằng số thứ nhất cộng với số thứ hai cộng với số thứ ba cộng với số thứ tư. Sau khi có được tổng rồi thì để tách ra được theo cái yêu cầu của bài toán, ở đây là tính như chúng ta ra được 17 thì chúng ta sẽ tách ra thành số 1 và số 7, thì chúng ta sẽ cần làm như sau. Thứ nhất là ở đây tôi sẽ có hàng số hàng chục. Số hàng chục chúng ta nhìn thấy là chúng ta sẽ phải lấy tổng và chúng ta sẽ chia cho 10. Đấy, sẽ lấy được cái số như vậy. Hàng đơn vị. Số hàng đơn vị thì chúng ta sẽ lấy là tổng và chia tương đương của 10. Đó, như vậy là sau cái bước này chúng ta sẽ lấy được hai cái, tách được hai cái phần, tức là của cái số và hai cái số là có phần thì số chục và số đơn vị. Sau khi ok chúng ta sẽ đi in thông tin ra màn hình. In thông tin các bạn sẽ dùng consumer hay là tổng của 4 số nhập vào là. Đấy, và chúng ta sẽ in tổng ra. Cái thông tin thứ hai là consumer, chúng ta gọi là chúng ta sẽ ghi là gì? Số hàng chục là cái tiếp theo là counselor ngoài này là gì? Số hàng đơn vị là số hàng đơn vị. Như vậy là sau cái bước này chúng ta đã thực hiện được cái yêu cầu của bài tập 8. Thì để chạy được cái bài này thì các bạn cứ chụp vào và chúng ta sẽ
nhấn set start project và chúng ta chạy Ctrl 5. Và nhìn thấy là tôi nhập vốn nhất 3, 1, 8 và 5. Thì đã thấy là gì? À, tổng số của 4 số nhập vào là 17 và số hàng chục là 1, số hàng đơn vị là 7. Thì đấy là cái yêu cầu của bài tập 8. Mọi người hoàn toàn có thể thực hiện và code để hiểu rõ hơn cái ý nghĩa của bài tập này. Sang cái tiếp theo là tôi sẽ giúp mọi người thêm một cái bài tập nữa. Đấy là cái bài tập 9. Thì bài tập 9 ở đây thì nó sẽ phức tạp hơn một chút. Tức là thay vì chúng ta nhập 4 số 10 đạt là 3, 1, 8, 5 thì đây sẽ yêu cầu là gì? Nhập một số nguyên có 4 chữ số. Thế là các bạn sẽ phải nhập một cái số là 3, 1, 8, 5 luôn. Sau đó thì chúng ta sẽ cần phải tách ra. Tách cái số này ra để chúng ta có được cái tính tổng và chúng ta in ra số đầu số cuối. Thì về ý tưởng của cái bài tập này mọi người có thể thực hiện như sau. Chúng ta sẽ ở đây hướng dẫn bài tập chính. Thì ví dụ số có 4 chữ số. Đấy, thì 4 chữ số thì các bạn nhìn thấy là ở đây 3, 1, 8, 5. Thì bạn sau khi bạn nhập vào đây thì bạn vấn đề các bạn phải tách ra được cái hàng, tức là hàng nghìn. Hàng nghìn thì các bạn có đồng ý với tôi là gì? Hàng nghìn. À, sẽ bằng là gì? 3, 1, 8, 5. Các bạn chia cho 1.000 đúng không? Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ cần phải lấy số dư để chúng ta lưu được cái giá trị là 185. Thì chúng ta sẽ đặt một cái gọi là biến tạm đi. Biến tạm. Cái biến tạm này tức là nó trong quá trình mà chúng ta thực hiện thì các bạn sẽ thực hiện để chúng ta lưu cái giá trị trung tâm. Thì cái tem này của chúng ta sẽ là gì? 3185 và phần trăm dư. Chúng ta sẽ lấy được cái số là gì? 185. Sau đó tiếp theo là gì? Hàng trăm. Hàng trăm thì các bạn sẽ thực hiện cái việc là lấy cái tem này chia cho gì 100 và lúc này nó sẽ ra được là 1. Và cái tem các bạn sẽ lại tiếp tục là gì? 185 phần trăm 100 thì sẽ được là số 85. Và chúng ta có hàng gì? Trăm, hàng chục. Hàng chục của chúng ta lúc này chúng ta lại lấy tem. Hiện thời đang là 85 đúng không các bạn? Chúng ta sẽ chia cho 10 sẽ được là 85 chia cho 10 và chúng ta sẽ lấy là 8. Và lúc này cái hàng đơn vị của chúng ta chính là bằng tem là phần trăm 10 thì sẽ ra được là 5. Đó, như vậy là tức là sau khi chúng ta thực hiện cái việc là tính tách ra được cái hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị thì bạn sẽ thực hiện cái việc là chúng ta phải cộng thông tin này để ra được cái tổng và chúng ta sẽ in ra được số đầu số cuối. Đây chính là gì? Hàng nghìn và số hàng đơn vị. Thì đấy là cái ý nghĩa của cái bài tập 9 này. Chúng ta lại tiếp tục tạo ra một cái project mới. Các bạn sẽ chuột phải vào solution app và chọn new project. Các bạn sẽ chọn tôi là gì? Cái kiểu là con số lớn application. Chúng ta sẽ đặt là bài tập 9. Thì chúng ta sẽ lại tiếp tục khai báo biến. Khai báo biến. Khai báo biến của chúng ta thứ nhất là sẽ còn một số này, số 4 chữ số. Đấy, tôi ghi rõ như vậy. Hàng nghìn. Trăm. Ở đây chúng ta sẽ có một cái biến tạm là tem. Ở đây chúng ta có tạm. Thì sau khi có cái biến này, chúng ta sẽ thực hiện cái việc đưa ra một cái thông báo while nhập số nguyên 4 chữ số này. Đấy, các bạn sẽ yêu cầu người dùng nhập vào. Thì sau khi nhập các bạn sẽ thực hiện về cái gì? Chuyển đổi chuyển về dạng số và ngắn cho biến chúng ta có số 4 chữ số
Và sau đó chúng ta convert to chúng ta sẽ thực hiện cái việc là console. Các bạn dùng readline. Đó. Sau khi có readline, các bạn sẽ đưa tức là cái lấy được cái giá trị từ bàn phím và chúng ta chuyển về đảo số. Như vậy là chúng ta đã có số là gì? Là 185 chẳng hạn. Bây giờ chúng ta thực hiện cái việc là thuật toán để tách lấy hàng nghìn bằng cách là hàng nghìn. Các bạn sẽ lấy số bốn chữ số và chia cho 1.000. Chúng ta sẽ có cái tem, tem thì chúng ta sẽ số bốn chữ số phần trăm 1.000. Sang cái thứ hai đấy là gì? Lấy hàng trăm. Thì hàng trăm của chúng ta sẽ là số của bốn chữ số và chúng ta sẽ chia, không phải số bốn chữ số mà chúng ta bây giờ chúng ta phải dùng tem giống như vừa rồi, chúng ta sẽ chia 100. Và cái tem của chúng ta mới này bây giờ cái còn là 85 thôi chứ không phải 185 nữa, thì chúng ta sẽ tem và phần trăm 100. Tiếp theo là chúng ta sẽ lấy chục, thì chúng ta sẽ có hàng chục bằng tem chia cho người và tem chúng ta lúc này sẽ còn là hàng chục chia 10, thì ở đây chúng ta không phải tem nữa mà chúng ta sẽ ghi là hàng đơn vị luôn, và tem tem chúng ta sẽ phần trăm 10 để lấy được cái số đơn vị cuối cùng. Sau khi có được ở đây chúng ta sẽ ghi là lấy hàng đơn vị. Sau khi có được cái hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị, các bạn sẽ thực hiện cái tính tổng tổng của chúng ta bằng hàng nghìn cộng với hàng trăm, đơn vị và cộng với hàng chục. Đấy. Và chúng ta sẽ in kết quả. Thì chúng ta console ngoài lại chúng ta sẽ ghi là tổng của các số trong số có bốn chữ số là. Đấy, các bạn có thể đưa ra thông báo như vậy. Chúng ta sẽ ghi tổng. Tiếp theo là console, chúng ta quay lại nó ghi số hàng đơn vị và như vậy là chúng ta sẽ thực hiện xong được cái bài toán bài tập 9 để chạy được cái bài test gì set start project và chúng ta sẽ nhập 3185. Đó, các bạn nhìn thấy là gì, chúng ta sẽ tính được nha. Để hiểu rõ hơn thì các bạn nhìn thấy là chúng ta sẽ F9 để chúng ta debug. Để debug thì các bạn sẽ thực hiện nhấn F5 và chúng ta thực hiện như sau. Các bạn nhấn là 3185. Đấy, và như vậy các bạn nhìn thấy là gì? Hàng nghìn của tôi sẽ là 3, em lúc này sẽ là 185. Ok. Hàng trăm của tôi sẽ là 1 và em lúc này của tôi là gì? Số dư của tôi chính là 85. Hàng chục của tôi lúc này là 8 và đơn vị của tôi chính là 5. Sau tôi thực hiện tính tổng và tôi in kết quả ra. Thì cái này các bạn nhìn thấy là khi chạy đến bước thì bạn chưa có cái console list thì nó sẽ không dừng để bạn xem. Bạn chạy lại nhé. Đấy, chúng ta 3, 1, 8, 6. Các bạn dùng số khác, nhà đây tôi đang muốn minh họa là 10 tế nhìn. Ok. Đó. Đấy. Đó. Đó. Sẽ ra được cái kết quả nhỉ. Thì đấy là cái ý nghĩa. Tiếp theo là với bài tập số 10. Bài tập số 10 thì là bài tập mọi người có thể sử dụng cái biến phụ để thực hiện cái phép toán đổi. Bản chất cái này chính là sau khi mọi người làm việc với mảng bạn thấy là chúng ta hoàn toàn có thể dùng cơ chế này để chúng ta có thể thực hiện cái việc là đổi hai cái giá trị
của hai số cho nhau, ví dụ A thành B và B thành A, thông qua hai cách này. Bài tập 11, bài tập 12 thì hướng đến việc là một người sẽ khai báo những kiểu chuỗi, kiểu tuổi, sau đó thì thực hiện những cái yêu cầu và in thông tin ra thôi. Thì với bài tập 12, 11, 12 thì không khó nữa. Với tập 10 thì hướng dẫn mọi người cách là chúng ta sẽ thực hiện việc là chuyển đổi, tức là chúng ta sẽ đảo hai cái số này cho nhau, hai giá trị thông qua biến phụ nha. Thì tôi sẽ tiếp tục như sau. Các bạn sẽ tạo ra một cái project mới và đây chọn cái con solo application, chúng ta chọn là bài tập 10. Sau chúng ta viết code thì chúng ta sẽ cần khai báo biến. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái số, tôi sẽ dùng cái kiểu y, số a, tôi dùng a, b và t, t ở đây chính là biến tạo. Sau đó thì tôi sẽ đưa ra một cái thông báo while, tôi sẽ ghi là nhập số thứ nhất a bằng đấy, thì sau đó thì chúng ta sẽ di chuyển để dạng số là gán giá trị cho biến. Tôi sẽ a converse và tui 316 đi, consoler list line. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có việc nhập cái số b, số thứ hai, số b và chúng ta có b. Như vậy sau khi có AB thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc là đổi, thì thực hiện đổi vị trí, đổi giá trị A và B. Thì trước khi đổi thì tôi sẽ muốn là đưa cái thông tin, tức là in thông tin, in thông tin. Đấy, tôi sẽ in thông tin tức là trước khi chuyển đổi, trước khi thực hiện chuyển đổi giá trị của A là A consoler line, giá trị của B là ở đây tôi có thể có một cái thông tin là gì, consoler thông tin của hai số trước khi đổi bán đổi. Đó, rất rõ ràng như vậy. Và cái thông tin của tôi ở đây là sau, sau khi thực hiện này tôi tí sẽ có một cái thông tin sau, sau khi và đây tôi sẽ gì phải gắn với t của a, sau đó a sẽ bằng b, sau đó thì được thì chúng ta sẽ b sẽ bằng bằng t đấy. Thì để chạy được cái bài tập này ta sẽ lại chuột vào set start project, các bạn sẽ nhập giá trị là 10 và 5. Sau khi chuyển đổi thì nó sẽ là gì, a sẽ là 5 và b sẽ bằng 10 đấy, các bạn nhìn thấy là giá trị ban đầu của chúng ta là như này, là sau khi chuyển đổi thì được như này, như vậy là ok. Thì đấy là cái trong cái phần chủ đề này tôi đã hướng dẫn mọi người cái cách chúng ta thực hiện dựa trên những kiến thức các bạn được training, để các bạn hiểu được ý nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng cái toán tử, khai báo biến, cấu trúc lập trình FL trong C# vào trong công việc, cụ thể là sử dụng cái công cụ Visual Studio để áp dụng cái xử lý công việc như thế nào. Thì mọi người các bạn chú ý là gì, nên thực hành nhiều và có thể có những bài, tức là với các bạn thì đang cần thực hành rất nhiều nên là có những bài tương tự vẫn phải làm chi tiết để chúng ta nâng cao khả năng code. Trong quá trình các bạn code có vấn đề gì thì các bạn hoàn toàn có thể trao đổi lại với Stanford để được hỗ trợ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hy vọng sẽ gặp lại các bạn ở buổi sau.